Em ra em muốn làm gì nhờ? Đối biển cũ, lấy biển mới Ông em ở lương tài Bắc Ninh là fan top top của xưởng Kiến từ lâu Sau Tết cắt được mấy trăm cái đầu nên mới mua được cái nhà để mở tiệm luôn anh em ạ Hỏi cần đi thuê nữa nên dám đầu tư một tí gọi xưởng Kiến về làm lại phun quan mới Trước thì mặt bằng này cũng đang là tiệm cắt tóc rồi Tận dụng biển cũ của cửa hàng cho đỡ tốn kém Cô con gái đầu của ông em thì tên là Bắp Nên lấy quán là Bắp Barber trong nhà thì ông bố sinh năm 96 nên vẽ một con trâu cực kỳ chất. Tranh này thì được bọn mình vẽ bằng sơn xịt nên ra chất đường phố chứ không phải là vẽ bằng cọ đâu. Phải công nhận là vẽ xong lại còn kết hợp thêm đèn neon nữa thì đảm bảo là hút khách luôn. Đúng nhận sai cái anh em nhé. Toàn bộ công trình chỉ cần cắt hơn 100 cái đầu là hồi vốn rồi, tội gì mà không làm. Hy vọng sau khi đã thay đổi toàn bộ diện mạo quán thì ông em có thêm thật nhiều khách mới, năm sau lại còn gọi xưởng kiến để làm thêm một tiệm nữa nhỉ.